vòi tắt.
Không cống, chắc không cống để làm đóng thành vôi. Mình cho hơi kéo cái giao nhau với chậu buổi chén à, hồi nãy nguyên cục mỡ mới đẩy ra xong sạch bóng luôn nè. Đó. Đường ống nhà mình là bị lỗi nha. Sao vậy? Nó không có độ dốc. Nó không có độ dốc. Ở trên đây là cái màng bọc xà bông ở trên đang tắm xuống á. Cái màng ở đây là cái màng bọc xà bông ở trên đang tắm xuống. Thấy không? Chị thấy không? Đó, các bạn. Em giật con cá là nó quậy cái bọc xà bông lên. Nè, đó, cái ống nhà mình nè. Nè, chị thấy không, nó không có độ dốc. Nó ngập nước, nó không có khô. Ngang rồi đó hả?
nè chị kia coi em đến đoạn cuối nè, đó đoạn cuối đã khô, chị thấy không? Điểm cuối thì nó khô nhưng mà đoạn giữa đọng nước. Ở trên đây cao, ở đầu này cao, còn đoạn dưới nó chủng, nó giống như nó đi hình như nè, lúng giống như bị lúng. Này khúc đây là đến hầm rồi nè, đó là nước nó cụp xuống dưới hầm nè, đó đi xong xuôi nó bẻ cái co cụp xuống dưới hầm.